Ok và xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thành EZ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái tựa game là Fairy Tail Hội Pháp Sư. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Để chính là cái nguồn động lực giúp mình làm thêm các video tiếp theo. Và chúng ta hôm nọ chúng ta đang điều khiển Gray rồi và đi làm một số cái nhiệm vụ để kiếm thêm một ít tiền. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là chọn Gray thôi hay là chọn Natsu nhỉ? Thì đầu tiên thì mình sẽ đi hỏi cái Marijan này xem có đồ đạc gì bán không. Thì mình có tìm hiểu một chút thì cái 5.000 này, cái giá 5.000 tiền này chính là cái loại hồi để hồi máu này, chúng ta sẽ mua một lọ. Ok. Còn cái 1.000 tiền này thì nó sẽ hồi được năng lượng, chúng ta sẽ mua một lọ đi. Năng lượng thì mình nghĩ mình không cần đâu. Còn cái cuối cùng này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể trở về cái xe để chúng ta có thể hồi máu được. Thì mình sẽ mua một lọ này và mình sẽ đi tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Ok và mình nghĩ mình nên để ai nhỉ? Mình nên chọn Gray và Natsu đi, tại vì hai nhân vật đó rất là mạnh luôn. Còn Lucy thì mình thấy khá là yếu. Mình sẽ chọn Gray và Natsu đi. Ok, chúng ta sẽ chọn lại là Natsu, mình sẽ điều khiển Natsu này, nhân vật chính của mình này. Và mình sẽ điều khiển người hỗ trợ đó chính là Gray. Ok. Và mình sẽ bỏ cái buộc đầu nhìn trông xấu vãi nồi thôi, nhưng mà thôi, đã chót mua rồi mà. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Ok, chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ mới này và mình sẽ nhận nhiệm vụ này đi. Ok, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta sẽ xem cái thông tin nhiệm vụ, đánh cái con này này. Và cái con là có cánh thôi, đơn giản thôi. Không có gì là khó cả, vẫn chưa có nhiệm vụ ở chính trong cốt truyện. Cái thằng này là có cái cây bút thần kỳ có thể vẽ ra được trên không khí. Có thể vẽ được 72 màu trên không khí. Ok, thì đây chính là cái khu vực nó sẽ làm nhiệm vụ. Tiêu diệt ở 10 cái con này là cái con sóc bay đi, mình gọi là sóc bay đi. Đời, chúng ta có Gray đi cùng rồi. Thì đây là cái xe pháp thuật. Pháp sư thì đâu có thể hồi máu được hay sao, chẳng để ý lắm. Chắc là vậy. Ok, thì mình sẽ đi vào đây thôi. Cho nó đi vào đây và đây, thì hiện tại nó sẽ sử dụng được một cái bình máu này. Cái gọi là cái vật phẩm để có thể hồi máu được. Chúng ta sẽ đi đập 10 cái con cú này. Để xem nào. Ở đây chắc chắn nó có rất là nhiều cú luôn. Rồi, làm cú nào, Gray lên nào. Dọn dẹp bọn này nhanh thôi, dọn dẹp nhanh thôi, đập nào. Hỏa long thiết quyền. Nhờn. Gray không đánh nhỉ. Gray có mấy cái chiêu băng tạo hình cơ mà. Chắc một tiếng mới đánh. Gray có đồ rồi, có đồ rồi. Hỏa long thiết quyền. Đấm móc nào, lên chơi. Mấy con này khá là trâu ấy. Đấm móc lên trời. Nhờn. Hỏa long thiết quyền. Đập khá là khỏe ấy. Này. Ồ đấy. Đánh rồi đấy, bắt đầu đánh rồi. Thì máy nó không được ấy cho lắm, không được thông minh cho lắm. Mãi mới đánh được. Này. Một phát nữa này. Ok. Còn chưa chết cả. Trâu thế. Lên trời. Lên trời. Con này trâu vãi. Có đồ cái, mình cho to tiếng lên một chút cho dễ nghe. Mình thấy nó âm thanh hơi nhỏ. Ok, các bạn đợi mình tí nha, mình sẽ cho âm thanh của nó lên một chút. Đấy, như này. Rồi, ok, này chúng ta có thể nghe âm thanh, âm nhạc cho nó vui một chút. Kia đang đánh nhau kìa, chúng ta sẽ có cái con này, không phải, mình không đánh con này. Chúng ta sẽ sang cái khu vực khác đi. Chúng ta sẽ đi đến đây và sẽ sang khu vực khác. Ok, đi nào Gray. Hai cái thằng này ở trong chuyện thì suốt ngày đánh nhau luôn. Một thằng là lửa, một thằng là băng. Băng lửa kia rồi. Mấy con to này. Mấy con này có giống con sóc. Giống sóc to, sóc này. Hỏa long thiết quyền. Ui, băng lửa kết hợp mọi người thấy không? Đấy, băng đấy. Nhờn. Lên. Ok. Chúng ta phải đập thêm mấy con này. Đang mất máu kìa. Thì tiếp máu mình sẽ để dành để đánh boss thôi. Mình sẽ không để đánh mấy cái này đâu.
Tại vì nếu đánh boss, nếu các bạn thua thì nó sẽ bị thế như là trừ mất kinh nghiệm của mình và trừ mất một số tiền của mình nữa. Nên vì thế mình sẽ không để thua boss được, và mình sẽ để dành tiền mua máu, mua nhiều máu một chút. Chúng ta được 5 con rồi. Đây kìa. Đúng rồi, Gray, tiến lên. Băng tạo hình. Ồ, cái chiêu này gần quá. Hỏa long thiết quyền. Lên chơi, đấm tiếp. Hỏa long thiết quyền. Lâu phết nhờ, đánh mấy con này khá là lâu, chắc là được nhiều kinh nghiệm đây. Chúng ta sẽ được thêm khoảng 5.000 tiền nữa. Ồ, ở đây hết cái con kia rồi. Chúng ta đập hết luôn mấy cái con to rồi, cái con khổng lồ rồi. Chúng ta sẽ đi sang cái khu vực tiếp theo để có thể tìm thêm, mình cần 4 con nữa. Đây, sang đây đã. Thì cái Fairy Tail này được chơi trên PSP nhá, giả lập PSP nhá. Và giả lập PSP hoàn toàn có thể chơi được trên điện thoại được. Đao giả lập về với đao cái gọi là Room game Fairy Tail về là chơi thôi. Và cái Fairy Tail này nó sẽ có 3 phiên bản, 3 phiên bản khác nhau ở trên PSP. Và mình đang chơi phiên bản đầu tiên, phiên bản thứ nhất. Và mình không biết là nó sẽ đến phần nào luôn, đến cái phần cốt truyện nào luôn. Còn đến cái phần cốt truyện mới nhất không thì mình không biết. Con sâu, một con sâu cắn mình thấm phết. Nhân Hỏa Long Thiết Quyền. Và cái phần 1 này thì theo mình xem thì nó sẽ đến được cái phần mà gọi là cái phần gì nhỉ, gặp cái con rồng gì nhỉ, Argoniac à? Hay cái con gì mình không nhớ tên lắm, ở trên cái hòn đảo mà lúc mà thi thăng cấp hay sao. Cái gì đấy, có lấy được không? Không lấy được. Đây có mấy cái cây xương rồng này, có lấy được không vậy? Không lấy được. Chúng ta sẽ phải đi vào trong cái này là quay lại mà. Chúng ta còn thiếu 2 con nữa. Đây là một cái khu tàn tích. Khu tàn tích bỏ hoang. Hết rồi, hết cái con khổng lồ rồi. Ok, nó sẽ đi lên phía trên này, ở phía góc bản đồ này sẽ có cái gì đấy? Thì ra là cái con sâu nó đợi mình, con sâu nó đợi tao. Mãi mới đập chết được. Trâu thật đấy. Không, hết rồi. Ở đây là hết là những cái con đi thôi nào, tốn mana thế. Yeah nào, chúng ta phải hoàn thành xong cái nhiệm vụ này nhanh để mình nghĩ mình sẽ nhận được cái nhiệm vụ chính. Đây không phải nhiệm vụ chính. Chúng ta sẽ còn 2 con nữa, vừa đủ luôn. Lên trời, Hỏa Long Thiết Quyền. Chắc cái này nó sẽ có nhiều cái skill hơn khi mình chắc mình phải mua. Hoặc là lên cấp cao thì mình có được nhiều skill. Ok. Còn một con nữa thôi. Đập nước con này là nó sẽ có thể lên được, hoàn thành xong nhiệm vụ. Chết chưa? Chưa chết à? Hỏa Long Thiết Quyền. Nhờn. Vừa đấm băng vừa đấm lửa ấy. Đâu chết vậy? Chưa chết à? Chết rồi, xong. Wow, khó phết, mãi mới xong được. 5.500 tiền, 10.000 rồi, mình sẽ mua thêm 2 lọ máu nữa. Lên cấp. Một số đồ yếu và một số đồ vớ vẩn thôi để về bán thôi. Cái xe này nó sẽ chạy bằng cái năng lượng ma thuật. Ok, và nó sẽ có nhiệm vụ mới không? Cái gì đây ta? 6.000 à? Một nhiệm vụ khác à? Ok, 6.000. Đánh mấy con này à? Mình sẽ phải đi đập mấy con này luôn. Mấy con này thì nghĩ đơn giản thôi, đập mấy con này. Con sâu thì nhanh thôi, đợi một tí là có thể giết được nó rồi. Vẫn chưa có nhiệm vụ chính. Đập một con thôi à? Con này con boss. Chắc chắn là boss rồi. Hồi máu đầy đủ rồi. Đến cái khu vực cuối cùng mà chúng ta sẽ có thể tìm được cái con
Ồ, đây là thằng boss à? Ồ, đây là thằng boss gì đấy? Thằng thằng nào đấy? Thằng thằng nào nhỉ? Nó khóa cửa mình rồi. Ai cha. Nhơn nè, hỏa long thiết quyền. Gặp thằng gì đấy? Ồ, mình biết thằng nào rồi. Từ từ ăn. Nhưng không tạm dừng được cơ. Ô, nó đánh mình, nó đánh mình, nó đánh mình. Từ từ, từ từ anh, từ từ anh. Cái thằng này mình biết trong chuyện thằng nào rồi. Ú, thằng này có thể sử dụng được bóng. Cái bóng của nó. Đánh đi, Gray. Ôi ôi. Ôi ôi, ôi 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 ôi. Nó khỏe phết. Nó khỏe thế nhở. Hỏa long thiết quyền nè. Ô, nó né. Đấm móc lên trời. Ai à, né được. Quay nó đi nào. Ôi trời ơi, nó dùng được cái trưởng bóng này. Cái thằng này thuộc hắc hội. Đúng rồi, hắc hội này. Mày nhờn này. Như các bạn đọc trong truyện ấy thì sẽ biết thằng này. Cái thằng này nó có nhiệm vụ đi lấy cái sáo. Ôi từ từ. À đau. Đau. Ô. Gray ra chất skill đấy. Nhờn nè. Đúng rồi, băng tạo hình đi. Thằng này khá mệt, ui đánh mãi vẫn chưa được. Đúng rồi. Iron Fist. Ôi, Gray sắp chết rồi. Đấm này. Từ. Iron Fist nhân. Iron Fist nhân. Ôi, chè né hay đấy. Cái thằng này được đi, được ra nhiệm vụ đi lấy cái cây sáo Lulabi. Cái cây sáo có khả năng giết người khi thổi nó ra. Từ. Thằng này là thuộc hắc hội và gặp Natsu ở trên con tàu. Cái thằng này không phải hội trưởng, cái thằng này làm thằng ấy thôi. Thằng thần chết cơ mới là hội trưởng, mình không nhớ tên nó là gì. Trời ơi, thằng này yếu mà. Chưa phải là boss chính. Nhơn, ôi. Mình cũng cấp cao rồi, công cũng mệt đấy, hay chà. Đấm móc lên. Đúng rồi. Đấm móc lên. Ô, vậy. Ú trời ơi, từ từ anh. Đúng rồi, Gray. Iron Fist. Chết luôn. Cái thằng này thuộc hắc hội đi lấy cái cây sáo và mang về cho cái thằng gọi là cái thằng thần chết. Cái thằng thần chết ấy nó định là giết tất cả những cái hội trưởng đang tham dự cái cuộc họp. Nó sẽ thổi cái tiếng sáo lên. Cái sáo có hình như đầu lâu. Đúng rồi. Chúng ta đã mở cánh cửa rồi. Ô, và chúng ta vẫn chưa xong cái nhiệm vụ này. Xong chưa? Chưa xong. Hiện tại chúng ta chưa xong. Ok, trong khi có thể là boss chăng? Có thể là cái thằng... thằng gì nhỉ? Có thể là thằng... thần chết chăng? Ok, thì mình sẽ đi vào đây xem có cái gì không. Thằng thần chết rất là khỏe. Thần chết sử dụng cái sức mạnh của gió. Boss à? Ô. Đánh con gì ấy? Đánh con này à? Ok, có phải đánh con này không? Ô! Giật điện rồi. Con kia khỏe quá. Ôi, mình chết luôn à? Trời ơi, khỏe thế nhở? Mình liệu mình có mất kinh nghiệm không nhở? Có gặp lại thằng kia không? Ủa không, may quá. Không phải gặp lại cái thằng... cái thằng đi lấy cái cây sáo đấy. Khá là khó chịu, có mấy cái chiêu bóng. Nói chung là những cái người những cái pháp sư trong này đều là khỏe cả.
Ok, mình sẽ đập cái con kia là cái con mình sẽ chưa gặp thằng pháp sư đâu. Thằng pháp sư sẽ chắc là để chưa gặp con thằng thần chết chứ nhầm. Ô, bình tĩnh nào. Ô, nó có trưởng lăn. Lăn này, mày đi đâu? Ôi trời ơi, chết luôn hai phát, giật sét ạ. Giật sét này. Ui trời, còn thêm con nữa. Chết đi. Ui đông thế. Tức là mình phải lên đánh cái con này đi. Đập lên trời. Lên trời, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lên trời. Iron first. Đúng rồi, ra ai đánh đi. Lên trời tiếp. Một phát. Thăng long thiết quyền. Hỏa long chứ hỏa long thiết quyền. Rồi chết thôi. Ai chả thằng nào 6.000 tiền có khác. Khó hơn hẳn. Thế thôi, xong rồi. Yes, là đã hoàn thành cái nhiệm vụ giết cái con gọi là con boss cùi này. 6.000 đấy. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này. Chúng ta thêm một cái gì đây? Chúng ta sẽ trở về nhà thôi. Chúng ta bây giờ sao? Cái thằng ấy mình có điều khiển được à? Ồ, ngon. Đấy, thằng ấy về hội mình à? Ồ, mình không nhớ có cái đoạn nó về hội mình cơ. Trong chuyện không biết có cái đoạn này không? À, mình có thể điều khiển được nó rồi. Mình chắc chắn là đấy luôn. Về đây. Chúng ta sẽ xem. Đó, chúng ta sẽ điều khiển được cái thằng này. Ê, ngon. Thằng này nhìn xấu quá, mình sẽ không điều khiển được. Mình còn bao nhiêu nhân vật để điều khiển cơ mà. Ok. Ok, và mình sẽ xin kết thúc tập hôm nay tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và comment dưới video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.